Cửa hàng xe máy Thanh Đoàn xin kính chào tất cả anh chị em cô dì chú bác gần xa nhé. Xin kính chúc tất cả anh chị em cô dì chú bác gần xa một buổi tối thật nhiều niềm vui và chúc tất cả anh chị em bạn bè làm sao chúng ta cùng nhau chung sức và gìn giữ bảo vệ bản thân mình cùng cộng đồng để qua mùa dịch ngày hôm nay, mùa dịch năm nay nhé. Và hiện tại bây giờ là tầm khoảng 6 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 2020 thì bên cửa hàng xe máy Thanh Đoàn vừa về một số xe thì em xin phép được quay cho mọi người cùng xem nhé. Thì để một xem mọi người ưng con nào thì nhanh tay chốt giùm em nhé. Và trước khi quay những cái xe mới về thì em xin phép được giới thiệu sơ qua về cái đường tới cửa hàng xe máy Thanh Đoàn giúp em nhé. Đây thì đầu tiên là em sẽ quay đối diện đây. Bên này là khách sạn Phú Hiến này. Con nào? Không, rồi xe đó 10 triệu rưỡi bán được cái. Đi hết đất này. Đối diện là khách sạn Phố Hiến này. Và bên này là chợ Di An 1. Và xa xa bên này là đường về chợ Di An 2 nhá. Thì mọi người quan tâm thì có thể trực tiếp đến cửa hàng xe máy Thanh Đoàn với số nhà này. Số nhà 465 đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, Di An, Bình Dương. Và số điện thoại liên hệ của em là 0967424911 nha mọi người. Và bây giờ thì không để anh chị em và bạn bè cô dì chú bác chờ lâu nữa thì em bắt tay vào em quay cho mọi người xem nha. Đây, và trong quá trình quay nó có mờ hoặc là hơi tiếng ồn ở bên ngoài một chút thì mọi người cũng thông cảm và chịu khó nghe giúp em nhé. Và đây là một chiếc Acelo siêu phẩm này. Con này là đời 2015, xe máy móc zin nguyên bản, chưa làm máy chưa gì luôn nhá. Con này là bữa hôm mọi người biết không, hồi hôm là nó bị cái sân nước, bây giờ là em đã rửa sạch và đánh bát lên là xe bóng lộn như mới luôn rồi. Thì bây giờ là đang mùa dịch rất chi là phức tạp luôn. Không phải là em ế ấm hay là không bán được xe mà em có chương trình này. Nhưng mà vì cũng như là để khích lệ cái tinh thần của quý anh chị em, bạn bè, cô dì chủ, bác cần tra tới với cửa hàng xe máy Thanh Đoàn thì em xin phép được giảm giá 500.000 đồng cho trên một chiếc xe. Nếu mọi người quan tâm chiếc xe nào thì nhanh tay tới cửa hàng lựa chọn để được giảm giá 500.000 đồng một chiếc xe nhá. Và đây là một chiếc Acelo. Acelo này đời 2015 và biến số của nó máy móc đi nguyên bán. Biến số của nó là 36B388965. Và con này em sẽ bán với giá cho tất cả anh chị em bạn bè gần xa với một cái giá gì rất chi là yêu thương luôn. Giá bán 9 triệu 800 ngàn đồng là cái giá em đã bớt trong mùa dịch luôn rồi. 9 triệu 800 ngàn đồng đã có một chiếc Acelo siêu phẩm để đi làm, đi chơi. Nói chung là trốn dịch cũng được nữa. Và tiếp tục em muốn quay cho mọi người một siêu phẩm này. Siêu phẩm đây. Một chiếc Sirius đời 2014. Toàn bộ xe đang dán keo. Nó đẹp gì đâu mọi người ơi. Đẹp không tì vết luôn nhá. Đặc biệt là có thêm chìa khóa đìa chống trộm đầy đủ này. Lốp mới thay xong. Lốp mọi người thấy chưa, toàn bộ còn gai gió đây này. Đây, toàn bộ đây là đang dán keo chống trầy. Nếu mọi người lột ra không khác gì xe mới luôn. Đấy, máy này. Máy chưa đụng một con ốc nào luôn. Và con xe này em sẽ bán với giá 11 triệu bớt 510 triệu rưỡi đồng. Rất là đẹp luôn mọi người, siêu phóng luôn. Máy móc bao zin bao tết thoải mái trên mọi mặt thần luôn nhá. Đây, 38P108023. Đấy, và tiếp tục bên này là một chiếc Saab màu nâu. Con xe này để em nói luôn cho mọi người biết, tức là con này em đã nhận cọc của một khách 2 triệu đồng và giữ cho khách trong vòng một tuần. Với đến 10 ngày thì khách xuống lấy, nhưng mà có một con màu đen thì khách thấy thích quá, khách thêm tiền khách lấy con màu đen thì con này vẫn nằm ở đây. Thì em xin phép được đấy, lúc này là em đến trong kho bây giờ em đưa ra. Con này em sẽ bán với giá 9 triệu rưỡi và mùa dịch em bớt cho tất cả anh chị em bạn bè gần xa 500 ngàn luôn. Để lấy lọc, để lấy động lực cho mọi người nhớ tới cửa hàng xe máy Thanh Đoàn nhé. Không có ai mà yêu thương khách hàng như cửa hàng xe máy Thanh Đoàn, phục vụ khách từ A tới Z, nước lọc mà nước suối này mà còn ướp lạnh nha. Xuống đây là không mua xe mà uống nước mát lạnh về cũng được. Và đặc biệt là khẩu trang là đeo miễn phí luôn nha mọi người. Khẩu trang đeo miễn phí này. Và đặc biệt hơn nữa là rửa tay xịt khô mua lại cao cấp nha. Một chai 150.000 không ít luôn. Em là chơi sang hết mình luôn. Vừa bảo vệ bản thân sức khỏe gia đình em mà bảo vệ cho cộng đồng và tất cả mọi người luôn. Hy vọng làm sao mà dịch qua cho nhanh để cho anh chị em bạn bè có công việc làm ổn định. Khi có công việc làm ổn định rồi thì mới đi mua xe nhiều ủng hộ cửa hàng xe máy Thanh Đoàn, đúng không mọi người? Bây giờ dịch xuống cái gì nó cũng tội, ai cũng tội hết, bản thân cửa hàng xe máy em cũng tội nữa.
Con này là biển số, nãy giờ nói nhiều quá. Biển số 61V233374, bán giá 9 triệu đồng nha mọi người. Tiếp tục là một chiếc Novo 6 biển 37L149014. Con xe này em nói không khác gì xe mới luôn. Nói chung là xe cũ thì tem nó có trầy tí tí đôi chỗ, không có đáng kế gì. Màu xanh trắng rất chi là hot hết luôn. Và nếu em nói cái giá ra thì em nghĩ là mọi người uống ủa, xe gì mà rẻ chứ trời. Giống như hôm qua em bán con Rider cũng vậy mọi người. Em không biết giá luôn, khách đối thì em lấy thôi mà bán uống ra cái không biết có cố giá mà khách gọi cháy máy luôn. Và cuối cùng thì anh đẹp trai ở tận Long An đã chốt được. Và hôm nay thì em đã gửi xe cho anh rồi. Em yêu thương giá 245, khách chị ơi em vót hết tiền được 23 triệu. Bữa nào rút hồ sơ em trả đủ ok luôn. Đưa trước 22, 23 triệu. Nhanh gọn lẹ và suy nghĩ nhiều. Và con Novo 6 này em sẽ bán giá 16 năm bớt 516 triệu. Bao rin bao test từ đầu tới chân đến cuối luôn. Không phải suy nghĩ luôn. Mua xe tặng một cặp gương luôn nha mọi người. Và đây là một chiếc Jupiter Gravita. Còn rất là đẹp và liên lạc luôn nha. Đây. Con này là 54E93460. Đặc biệt là phuộc khơi này. Bánh mâm thắng đĩa. Con này toàn bộ đều rin từ đầu tới chân. Không một lối lầm, nhưng chỉ có một lối nhỏ. Không có lối lầm nhưng có lối nhỏ nha mọi người. Mọi người thấy em nói nó có sai sai cái gì không? Không có lối lầm mà có lối nhỏ nó cũng vậy à. Tức là xe này nó bị vỡ một tí đây này. Đây. Đó thì lát em báo chứ không phải là vỡ hết đâu, một tí xíu thôi. Chồng em để hàn lại chỗ này và em phải dán lên. Đó, đây là toàn bộ là tem rin này. Cái này là chồng em vừa xịt dầu á mọi người. Xịt cái dầu để nó ra những chất dơ để lát nó mình rửa. Đó. Đầu máy rin nguyên bán nhá. Con này em về bán với giá là 9 triệu 500 ngàn đồng. Và bớt 500 ngàn lấy 9 triệu đồng. Một chiếc Jupiter Gravita bánh mâm thắng đĩa rin nguyên con, rất chi là hiếm hàng luôn. Và đây là Winner. Winner ơi sao em rẻ vậy em. Siêu rẻ luôn, siêu bất ngờ. Cứ mùa dịch thế này dài dài mọi người không có tiền nhưng mà lại mua được xe rẻ nha. 68N115965. Con này máy móc riêng nguyên bán từ đầu tới chân luôn. Em vừa rửa xong để em mới cốp này cho mọi người cùng tham khảo này. Đó. Đây. Đó, đó, đó. Rất chi là đẹp luôn. Bây giờ em thì thử nổ máy vặn ga lên cái to nào, cho sang cái nào. Đó, hôm nay là rất nhiều anh chị em bạn bè gần xa đến ủng hộ cửa hàng xe máy Thanh Đoàn. Rất chi là vui luôn. Winner này em bán giá 24 năm, bớt 500 lấy lọc 24 triệu. Mọi người thích rút hồ sơ thêm 1,2 triệu em rút cho. Biển 68N115965. Đấy. Phải tắt máy đi không là vô quay mấy xe kia là ra là coi như là mấy anh đi ngang qua thích là xin luôn. Đây là một chiếc Sirius đời 2015 đẹp, đẹp khuất sắc luôn. Không hiểu tại sao lại đẹp vậy nhé. Đây nha. Cái phuộc này mọi người thấy cặp phuộc không? Quá đẹp luôn. Vô phuộc này vô tiền không ấy mọi người. Tem rin theo xe này. Đó, lóc máy rin này. Đó, rất là đẹp luôn nha. Con này em sẽ bán với giá để cho anh chị em và các bạn 10 triệu 500 ngàn đồng. 47F124952. Và đây là một chiếc RSX biến 71C139857. Bây giờ em chỉ để máy cho mọi người cùng xem nhé. Màu xanh dương là cái màu hot nhất đấy. Đây là còn đủ hai chống trộm này. Hai chống trộm, hai chìa khóa. Hai chống trộm, hai chìa khóa đầy đủ hết nha. Đây này, hai chìa khóa này. Hai chìa khóa, hai chống trộm. Đó. Chi đầy đủ luôn, chìa khóa đi chứ. Vô rất nhiều inox màu xanh, nước biển, rất chi là đẹp và yêu thương luôn. Con này em sẽ bán vào 14.500.000, bớt 514 triệu. Mọi người đừng có trả giá. Em lời chỉ được 1 triệu bạc một con xe thôi. Đó, tiếp tục đây. Đây là em vô trong này em coi.
Con này là 48B12-2226. Một chiếc Classico mà mọi người biết màu gì không? Màu tím mỏng mơ luôn. Tím mỏng tím mơ đây rất chi là đẹp. Máy móc êm ru như xe điện luôn. Giá bán 8.500.000 đồng cho một chiếc Classico. Màu tím mỏng tím mơ. Có ai yêu em màu tím không mọi người ơi? Máy êm như xe điện. Con này đời 2012, 5 số rồi. Đó, rất là màu tím đây. Quá xuất sắc luôn. Không có gì phải bàn cái nữa. Và tiếp tục, đây là những cái xe mà em chuẩn bị đi ship toàn quốc đây mọi người ơi. Con này em sẽ ship về ở ngoài đợi ở 85. Con đi ra ngoài biển 85 này, em đã bán cho một chị yêu dấu rồi. Một xe nhưng còn lẻ. Con này thì em chuẩn bị ship về Phú Yên luôn. Bây giờ đang chuẩn bị đi làm giấy tờ là đi liền đây. Đấy, mọi người thấy chưa? Những chiếc xe này là em cho đi miền Tây, miền Trung là đi hết. Rồi, bây giờ xin cảm ơn tất cả anh chị em bạn bè đã luôn đồng hành ủng hộ cửa hàng xe máy Thanh Đoàn. Em xin phép dừng clip ở đây tại vì bây giờ cũng tối rồi, nó hơi mờ mọi người ha. Xin kính chúc mọi người một buổi tối thật nhiều niềm vui. Mọi người xem clip của em thì nhớ like, chia sẻ và đặc biệt bấm đăng ký qua kênh của em với nhá. Và xin em xin phép dừng clip ở đây. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ở những clip sau nhá. Xin chào, tạm biệt.